Chương 23. Chào bác, hoàng tử bé cất tiếng. Chào cháu, người bán hàng đáp lại. Đó là một người chuyên bán các viên thuốc được bào chế để chống khát. Người ta uống mỗi tuần một viên và sẽ không còn cảm thấy khát nữa. Tại sao bác bán thứ này ạ? Hoàng tử bé hỏi. Nó giúp tiết kiệm được khối thời gian, người bán hàng trả lời. Các chuyên gia đã tính toán kỹ, người ta tiết kiệm được 53 phút mỗi tuần. Thế họ làm gì với 53 phút đó hả bác? Làm bất cứ chuyện gì họ muốn. Riêng mình, hoàng tử bé tự nhủ, nếu như có 53 phút rảnh rỗi, mình có thể thủng thẳng đi tìm một nguồn nước.